Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay một lần nữa tại Toyota Tân Cảng Minh Khoa là giới thiệu cho các bạn, các anh chị một mẫu xe Nova số sàn đời 2019 anh chị ha. Xe này thì mang biển số tại Tiền Giang anh chị, xe mang biển số trắng, không hề kinh doanh luôn. Thì xe thì mới đi được tầm khoảng gần 60.000 cây số thôi. Thì tại Toyota Tân Cảng Minh Khoa đang định giá bán là 630 triệu cho mẫu Nova số sàn đời 2019 này, với màu ngoại thất là màu xám nha anh chị ha. Thì vào thời điểm tháng 2 năm 2023 thì Khoa cũng phải nói là một cái thời điểm khó khăn cho các anh chị. Nên cái xe này khi Minh Khoa đang rao giá bán như vậy, nhưng mà các anh chị nào mà quan tâm thì cứ thoải mái vào trả giá, thì Minh Khoa xem giá cả hợp lý và có lời đôi 3 triệu thì Minh Khoa sẽ chốt bán nha anh chị nha. Đó, thì phải nói là chất xe thì đi khoảng 60.000 thì về Đồng Sơn thì còn khá là ổn nha anh chị ha. Đó, về nước sơn nè, rồi vàng đèn nè nha anh chị ha, rất là ổn luôn. Thì tại những cái xe mang biển số tỉnh á, thì bên Khoa thì hỗ trợ các anh chị rút hồ sơ gốc, anh chị không phải tốn tiền rút hồ sơ. Và bên Khoa là tại một đại lý lớn tại Toyota, nên những gì hồ sơ pháp lý bên Khoa đều rõ ràng cho anh chị nha. Đó, xe thì vỏ bọng thì cũng còn khá là ok nha anh chị ha, 60.000 nhưng chất vỏ cũng khá là được nha anh chị. Có cái màu ngoại thất là màu xám thôi, thì màu này nếu mà anh chị nào thích á, thì phải nói là đi kiếm màu này cũng khá là khó nha anh chị ha. Thì đa số xe Nova thì đều là màu vàng cát hoặc là màu bạc nha anh chị, nhưng màu xám khá là ít, chủ yếu là dành cho những anh chị nào thích thôi. Đó, thì nếu mà kinh doanh thì chắc chả ai mua màu này đâu. Đó, thì cái xe này là xe nhà nên đâm ra là chủ nhân thích màu xám lông chuột nên đi mua thôi nha anh chị nha. Sùng bọng cửa nẻo là ok hết nha anh chị nha, xe phải nói khá là ổn luôn. Thì về Toyota bên Khoa cũng kiểm tra lại một lần nữa rồi, kiểm tra 176 hạng mục theo tiêu chuẩn của nhà máy Toyota, thì cam kết cho quý anh chị là không đâm đụng và không ngập nước nha anh chị nha. Như sau đây rồi, Khoa xin đưa để găm bọng nha anh chị ha. Thì cái xe Nova thì nó quá hữu ích hữu dụng với anh chị rồi. À, thì thường thì anh chị cũng biết được Nova là nó có cái gì hết trơn rồi anh chị ha. Nên chủ yếu là Khoa quay những cái phần chi tiết là đâm đụng ngập nước đó, rồi option xe đó, cho anh chị tham khảo thôi. Ốc còn nguyên anh chị ha, cứ lên bộ ghế da rồi anh chị được bọc trần luôn đó. Thì hiện nay cái xe của không nói thật sự anh chị luôn, thị trường đang khó nên đâm ra anh chị nào muốn mua xe thì cứ lên hãng coi xe đi, rồi về giá cả hoặc là các option gì đó anh chị nào thích thì bên Khoa sẽ hỗ trợ cho anh chị nha. Đó, thì khách này đi cũng bọc ghế da sẵn rồi. Đó, xe cũng còn khá là mới nha anh chị ha, rất ổn luôn, máy móc con kiết rồi rất là nhẹ nha anh chị ha. Anh chị lưu ý giùm Khoa nha, đi mua những cái xe số sàn anh chị vui lòng đập con giùm Khoa coi nó có nhẹ con không nha anh chị. Đó, vì cái con nó cái bố thắng Amaya làm lại thì khoảng 5-6 triệu thôi, nếu mà vô hãng thì khoảng 8-9 triệu. Đó, nhưng mà bù lại là cái xe nó nhẹ thì anh chị đi nó mới thoải mái được. Đó, đây đồng hồ anh chị ha, 58.000 cây số nha. Đó, cùi số cũng còn khá là ổn anh chị ha, nó hơi láng tí xíu thôi. Cùi số này thì cũng do là người có một hộ tao hao tai không. Đây, cửa này. Nói chung thì Khoa cam kết là xe không đâm đụng cho anh chị rồi, nên chị nào thích thì cứ lên Toyota mình xem xe trực tiếp thôi. Đó, thì tại bên hãng mình xe là tuy là đậu bên ngoài anh chị ha, nhưng mà sáng thì cứ sáng sớm là có những cái bạn rửa xe để dọn một cái xe sạch sẽ cho quý anh chị tới coi xe. Đây là nước lau còn đọng trên xe nè ha, về mặt nước sơn thì bạn cũng lau khô rồi. Đó, xe lúc nào cũng tươm tất sạch sẽ cho anh chị tới coi xe. Đó, mình tới mình coi một cái xe mà nó sạch sẽ đẹp đẽ anh chị ha, thì mình cũng dễ ưng ý hơn. Đó, thì Khoa cái kinh của Khoa thì cũng có quay nhiều cái xe mới vừa về, Khoa cũng quay lên cho anh chị coi luôn để chị để thực tế cái xe nó như thế nào, nó còn nguyên thủy cái xe anh chị ha. Đó, và một số xe thì Khoa đã dọn vệ sinh rồi, thì như anh chị thấy nè, máy vệ sinh rồi nên còn rất đẹp nè anh chị ha. Cái bọng mà đó, nếu anh chị nào mà rành về xe thì hoặc những cái chi tiết Khoa quay thì biết là xe này còn zin anh chị ha. Ốc ấy, cabo này kia,
Con xe này còn khá là nhẹ nha anh chị ha. Số sàn anh chị vui lòng coi dùm khoa cái con xe nha. Không xin nhắc lại, tại vì một số anh chị mua về á, tại vì xe thí dụ mà nó đi khoảng 170 ngàn, anh chị nó tua về khoảng chừng 40-50 ngàn á, anh chị đạp con rất là nặng nha. Đó, thì bên ngoài lái buông á, nó không có làm cái con đó, thì đạp con rất là nặng đó. Thì mình đạp mình đi về thời gian, mình tại sao mình thả con ra rồi nó không có độ trường á anh chị, thì cái đó là bốn mà da nó mòn rồi, nó yếu cái xe rồi anh chị ha. Về mình phải tốn tiền và mất thời gian đi làm lại đó, nên đâm ra là nhớ để ý dùm Khoa cái phần đó. Rồi thì Khoa xin nhắc lại, đây là Innova số sàn 2019, xe đi được tầm khoảng 60.000 cây số, biển số Tiền Giang, biển số trắng nha anh chị ha, không kinh doanh. Thì tại Toyota Tân Cảng bên mình đang định giá bán là 630 triệu cho mẫu Innova này. Anh chị nào thích Innova số sàn màu xám lông chuột hãy lên Toyota Tân Cảng xem xe và ép giá Khoa nha anh chị nhé. Và anh chị nào có xe cũ muốn bán hoặc muốn đổi xe cũng hãy liên hệ Khoa theo số điện thoại trên màn hình để được giá tốt nhất nha anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị ạ.